Người sắt Iron Man là một thành viên trong biệt đội siêu anh hùng Avenger. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ rất đặc biệt, người sắt đã sử dụng tất cả bộ áo giáp của mình để đồng loạt tấn công vào một hang ổ vô cùng to bự của một loài quái vật khổng lồ đầu bò. Tuy nhiên, quá chủ quan khiến cho người sắt đã bị thất bại hoàn toàn. Nhưng mà thật may mắn cho anh ấy, mạng sống của anh ấy vẫn được bảo toàn. Anh ấy chỉ ngất xỉu mà thôi và bị lột sạch hết quần áo, chỉ còn lại cái quần xà lón. Lúc này không biết tất cả bộ áo giáp của anh ấy văng đi đâu mất tiêu hết rồi, chỉ còn lại bộ áo giáp mini chiến tranh mà thôi. Anh ấy cũng nhanh chóng tiến lại gần và dường như nó đang hỏng hóc thứ gì đó. Thế là nhân vật chính của chúng ta cũng cố gắng sửa chữa nó. Và sau khi hoàn thành, anh ấy cũng nhảy vào bên trong để có thể bay đi tìm những bộ áo giáp còn lại và hoàn thành mục tiêu lần này. Tuy nhiên không bay được bao xa, anh ấy thấy được một số con quái vật cũng thuộc dạng con cháu của quái vật đầu bò. Không chần chừ gì nữa, người sắt nhanh chóng đáp xuống gần và sử dụng súng trên bộ áo giáp sắt chiến tranh này tấn công những con quái vật con này, hòng tiêu diệt bọn chúng. Nghe đâu thông tin nhiệm vụ lần này của người sắt đó chính là xóa sổ bộ tộc của quái vật đầu bò, một bộ tộc có sức mạnh nham thạch. Bọn chúng đã sử dụng sức mạnh của mình để tàn phá môi trường tại khu vực này. Tuy nhiên, vì muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ lần này để có thể về lấy thêm một vợ nữa, thì anh ấy cũng đã vô cùng gấp gáp liên tấn công vào hang ổ của những con quái vật đầu bò khổng lồ, khiến cho bọn chúng nổi điên và rồi đánh anh ấy mém chết. Nhưng thật may mắn, anh ấy vẫn còn sống. Bây giờ anh ấy đang cố gắng đi thu thập lại tất cả bộ áo giáp của mình và tấn công vào cái hang ổ của quái vật đầu bò khổng lồ một lần nữa. Sau khi tiêu diệt hết cái lũ quái vật con nhúc nhích đầu bò này, anh ấy cũng đã nhận được tín hiệu của một bộ áo giáp khác quanh đây. Chắc có lẽ ở phía trước mà thôi. Không biết bộ áo giáp tiếp theo mà người sắt sẽ thu thập là bộ áo giáp gì nữa, nhưng mà hy vọng nó sẽ là một bộ áo giáp mạnh hơn bộ áo giáp này rất nhiều. Vâng, như chúng ta đã biết, người sắt ngoài đời thật là một đại gia và rất thông minh. Đã vậy còn đẹp trai nữa chứ. Không hề biết cua gái, chỉ có gái cua ông ấy mà thôi. Từ đó cho chúng ta biết rằng những người cực kỳ thông minh và sáng tạo thì thường không biết cô gái là gì. Được rồi, bay một hồi thì cuối cùng người sắt cũng đã xác định được vị trí của bộ áo giáp thứ hai. Hình như sau khi cuộc chiến với quái vật đầu bò nó văng ra đây thì nó cũng đã bị hư hỏng nhẹ. Ông ấy cũng nhanh chóng sửa chữa. Và đây là bộ áo giáp có tên là Mad 3. Lúc ông ấy sáng tạo và mang bộ áo giáp này, cả thế giới đều chấn động. Mấy con nhỏ nhà báo cứ đòi bắt ông ấy làm chồng không à. Bọn chúng có yêu thương gì ông ấy đâu. Bọn chúng thấy ông ấy giàu và giỏi nên như vậy mà thôi. Được rồi, sau khi mang bộ áo giáp Mad 3 này thì người sắt nhanh chóng tiếp tục bay lên đường để đi tìm những bộ áo giáp cao cấp hơn. Phải hồi tụ đầy đủ tất cả bộ áo giáp thì mới có thể tiêu diệt được những con quái vật đầu bò khổng lồ kia. Di chuyển được một đoạn thì người sắt của chúng ta đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Những con voi ma mút trở nên điên loạn, cắn lộn với lại những con gấu tàn độc. Máu, thịt của bọn chúng vô cùng nhễ nhỏi, những vết thương của bọn chúng lở lét khắp mọi nơi. Chắc có lẽ đây là hậu quả của những con quái vật đầu bò đã xuất hiện tại đây và làm cho bọn chúng trở nên điên loạn như thế. Không thể đứng nhìn, người sắt mang bộ áo giáp Mad 3 này cũng nhanh chóng ra tay cho bọn chúng chết đi để bọn chúng không bị điên loạn và đau đớn nữa. Lây hoay một hồi thì anh ấy đã nhận được tín hiệu của một bộ áo giáp khác. Chắc có lẽ là nó ở quanh đây mà thôi. Cố gắng bay xung quanh và đi tìm nào. Hy vọng bộ áo giáp thứ ba sẽ là một bộ áo giáp cực kỳ mạnh mẽ và đầy hiệu ứng để cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Vâng, cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã tìm thấy. Và đây chính là bộ áo giáp có tên là Mad 50. Khi mà sản xuất và người sắt mang bộ áo giáp này, không những con gái mà con cá BD và đàn ông đều rất là yêu thích Iron Man của chúng ta. Nhất là mấy cái thằng lẹo cái đó cứ nhắn tin cho người sắt là: "Em muốn làm vợ anh, em muốn đẻ con cho anh không à." Ai, quỷ thần thiên địa ơi, thiệt là kinh khủng quá đi. Thì sau khi sửa chữa lại một chút bộ áo giáp người sắt 50 này, Iron Man cũng nhanh chóng nhảy vào trong và bắt đầu quay xung quanh tìm những bộ áo giáp cao cấp hơn còn lại. Wow, ở phía trước xuất hiện những con quái vật đầu bò cũng khá là bự. Bọn chúng vô cùng hung tợn khi thấy người sắt bay ngang. Được rồi, nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng luôn. Với cái công nghệ vô cùng hiện đại và bộ áo giáp cực kỳ mạnh, Mad 50 đã giúp cho người sắt sở hữu những cái vũ khí vô cùng tối tân. Các bạn nhìn kìa, phê không? Sướng không?
Lúc này người sắt trở thành một cỗ máy vô cùng chết chóc, có thể tiêu diệt bất cứ quái vật nào trong một nốt nhạc. Như vậy thì bảo sao đàn bà trên cái thế giới này ai mà không mê người sắt nữa. Nhưng mà không có cửa đâu, BD với lẹo cái nó giành giật người sắt hết rồi. Tôi đây đàn ông, tôi nhìn người sắt tôi cũng rụng trứng nữa, huống chi là mấy giới tính khác. Sau khi đánh bại được lũ quái vật đầu bò có thân hình bự hơn, người đây rực lửa, thì lũ đầu bò cũng nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí có con còn chết dưới tay của người sắt. Lúc này người sắt cũng đã nhận được tín hiệu của bộ áo giáp tiếp theo. Wow, từ xa tôi đã nhìn thấy đó là một bộ áo giáp khổng lồ. Thì ra đây là bộ áo giáp Mark 17 của người sắt ở phiên bản vô cùng to. Iron Man của chúng ta nhanh chóng nhảy ra ngoài và xem bộ áo giáp khổng lồ kia có hư hỏng gì không, bắt đầu sửa chữa nó. Sau khi mọi thứ đã được hoàn tất, anh ấy cũng nhanh chóng nhảy vào trong bộ áo giáp khổng lồ để tiếp tục đi tìm những bộ áo giáp cực kỳ mạnh còn lại. Wow, các bạn nhìn thấy đó, với bộ áo giáp mặc dù chỉ là Mark 17 nhưng mà ở phiên bản khổng lồ này sức mạnh đã hoàn toàn khác. Được rồi, tiến thẳng lên đường nào. Đột nhiên phía trước lại xuất hiện những con bò tót bằng máy móc siêu bự siêu to. Lũ bò này vô cùng hung tợn, liền chạy tới hút vào người của người sắt. Nhưng mà nhờ cái sức mạnh và khả năng chịu đựng rất tốt của bộ áo giáp sắt này cũng giúp cho nhân vật chính của chúng ta vượt qua dễ dàng. Anh ấy cũng nhanh chóng sử dụng súng laser, hô điện quang vô cùng cực mạnh để tiêu diệt lũ bò này một cách rất đơn giản. Không mất thời gian bao lâu thì người sắt của chúng ta lại xác định được tín hiệu của một bộ áo giáp tiếp theo. Kìa kìa, nó ở phía trước mà thôi. Bộ áo giáp này không có màu sắc thông thường, mà nó có màu sắc giống như là của Captain America vậy. Và bộ áo giáp này có tên là Patriot Armor, tức là bộ áo giáp dành cho những nhà yêu nước. Được rồi, người sắt cũng nhanh chóng thoát ra ngoài và đến xem bộ áo giáp kia có bị hư hỏng gì không. Anh ấy cũng sửa chữa và tiếp tục để chuẩn bị lên đường. Dường như nãy giờ đã thu thập được rất rất nhiều bộ áo giáp rồi, chỉ cần thêm một bộ nữa thôi là đủ khả năng để chống lại lũ quái vật đầu bò khổng lồ ở phía trước mà thôi. Nhưng mà có một chuyện không hay đã xảy ra. Anh ấy đã nhận được tín hiệu của bộ áo giáp tiếp theo là một bộ áo giáp cực mạnh, cực kỳ bự, đang nằm ở bên trong lũ quái vật đầu bò khổng lồ kia. Không có cách nào khác, phải liều mạng di chuyển vào đó để có thể sửa chữa và thu thập bộ áo giáp còn lại mới được. Rút kinh nghiệm từ lần trước mém nửa chết thì lần này Iron Man cũng đã sáng suốt hơn. Anh ấy chỉ sử dụng súng và đứng từ xa cấu rỉ bọn chúng mà thôi. Từng con, thậm chí bọn chúng đã bị chôn vùi và không thể nào cử động được nữa. Nhân cơ hội này thì Iron Man với bộ áo giáp sắt Patriot cũng nhanh chóng lẻn vào bên trong. Và thật là có một cái sự may mắn xuất hiện. Lúc này bộ áo giáp sắt còn lại không nằm ở chính giữa trung tâm mà nó nằm méo vào một bên. Dù vậy vẫn hết sức cẩn thận, nếu không lũ quái vật đầu bò kia sẽ không để cho người sắt sống thêm lần hai nữa đâu. Nó sẽ đem người sắt nó xiên lên và rồi nó nướng, giống như là con người nướng thịt bò vậy. Sau một hồi lay hoay thì người sắt của chúng ta đã xác định được đúng vị trí chính xác của bộ áo giáp. Thì ra nó đã rơi xuống một cái khu vực gần đó. Đây rồi, đây rồi. Một bộ áo giáp sắt khổng lồ khác và cao cấp hơn rất nhiều. Vâng, đó chính là bộ áo giáp hiện đại nhất hiện nay, Mark 85 của người sắt Iron Man. Anh ấy cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài và bắt đầu sửa chữa. Sau đó thì nhảy vào trong bộ áo giáp và triệu hồi tất cả những bộ áo giáp khác, chuẩn bị tấn công lũ quái vật đầu bò, xóa sổ bọn chúng lần thứ hai. Được rồi, giờ thì đến lúc kết thúc tất cả rồi. Tiến lên nào. Người sắt của chúng ta trở nên dè chừng và cẩn thận hơn. Anh ấy nhanh chóng tiến từng bước tới cái lũ quái vật khổng lồ đầu bò. Và tất cả bộ áo giáp của anh ấy đã bật chế độ chiến đấu và sẵn sàng tự động có thể hủy diệt bọn chúng bất cứ lúc nào. Nhưng mà thật bất ngờ, khi tiếp cận lại gần, lũ quái vật đầu bò đó rất hung tợn. Chỉ cần một trong số bọn chúng bao quanh và rồi đứng sát bộ áo giáp nào thì bộ áo giáp đó sẽ nổ tan tành. Nên phải cần tiêu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng ám sát. Vâng, với cái sức mạnh của bộ áo giáp Mark 85 khổng lồ này thật không hề đơn giản. Người sắt cũng lần lượt bắt được điểm yếu của bọn chúng và lấy sức mạnh của bộ áo giáp đặc biệt này tiêu diệt từng tên, bọn chúng cũng đã nổ tàn sát. Mọi chuyện dường như đã vô cùng trở nên dễ dàng. Hả? Nhưng mà khoan, còn một bộ áo giáp ở đằng kia nữa. Tí nữa thì anh ấy quên luôn rồi, lỡ đâu ai đi ngang gặp cái bộ áo giáp sắt kia, lấy đi bán về chài thì thôi rồi luôn đó. Ai về chài?
bạc máy hơn. Đó chính là bộ áo giáp Hulk Bolter. Mục đích người sắt chế tạo ra bộ áo giáp này để chống lại những con quái vật cực kỳ khỏe, giống như là Hulk người khổng lồ xanh vậy. Được rồi, trước khi kết thúc clip thì tôi sẽ cho người sắt nhanh chóng đi tìm một con quái vật nào đó vô cùng khổng lồ tại cái thế giới này để test thử sức mạnh của Hulk Bolter, một bộ áo giáp cực kỳ khỏe, coi thử trong cái game này nó mạnh cỡ nào. Kì các bạn à, một con đại tinh tinh, người nó đầy kim loại vô cùng cứng cáp, liệu ngôi sắt Hulk Bolter có thể đánh bại được nó hay không? Wow, đúng không hổ danh là những bộ áo giáp sắt cực kỳ đẹp và còn mạnh mẽ nữa. Vâng, đó là toàn bộ nội dung giải trí ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nhé. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ.